trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về con đường Trường Sơn huyền thoại, con đường và sứ mệnh lịch sử. Trích hồi ký của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyên tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Phần thứ 9. Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Cuối tháng 11 năm 1967, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 họp bàn chuyên đề về công tác giúp bạn xác định nội dung, phương châm và phương pháp cũng như phạm vi địa bàn hoạt động, tổ chức, lực lượng giúp bạn. Theo thỏa thuận với phái đoàn chuyên gia Nam Lào, đoàn 559 phụ trách giúp bạn trong 11 huyện trên hành lang. Do địa bàn rộng lớn và phức tạp, Đảng ủy chủ trương mọi lực lượng trên tuyến đều phải tham gia công tác giúp bạn, lấy đội ngũ chuyên gia làm nòng cốt lấy binh chạm là đơn vị tổ chức thực hiện phụ trách từ 1 đến 2 huyện trong địa bàn hoạt động của mình. Phương châm công tác giúp bạn là dựa vào đường lối chủ trương của Đảng bạn, hiệp đồng chặt chẽ với đoàn chuyên gia Nam Lào, phát huy sức bạn là chính nhưng phải tích cực trực tiếp giúp bạn cùng bạn làm, tránh làm thay. Trước sự phát triển của nhiệm vụ giúp bạn, Bộ Tư lệnh quyết định chuyển đội ngũ cán bộ dân vận của đoàn thành cán bộ chuyên gia giúp bạn, tăng cường thêm cán bộ và tổ chức các lớp tập huấn. Sau khi nghị quyết về công tác giúp bạn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh được triển khai, tình đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương dọc hành lang với Bộ đội 559 phát triển rất tốt đẹp. Ngày 28 tháng 12 năm 1967, chiến dịch vận chuyển đợt một kết thúc thắng lợi, Đảng ủy Bộ Tư lệnh nhận định tình hình toàn tuyến đã xuất hiện những nhân tố mới đang phát triển theo chiều hướng thuận lợi. Tháng 1 năm 1968, thời tiết trên trục dọc hành lang chuyển sang cao điểm mùa khô, đường hết trơn lầy, mực nước sông cạn, sử dụng được đường ngầm, nhiều đường vòng, đường tránh được mở thêm, mặt đường được cải thiện, đảm bảo tốc độ xe từ 20 đến 25 km h Bộ đội các binh chủng đang ở thời điểm sung sức, trình độ chiến đấu hiệp đồng binh chủng được nâng cao, khí thế bộ đội được giữ vững, lại được thắng lợi của các chiến trường cổ vũ. Về địch, Bộ Tư lệnh dự đoán trong tháng 1 và các tháng tiếp theo địch sẽ đánh mạnh hơn, thủ đoạn xảo quyệt hơn, vũ khí mới hơn, nhưng mức độ chưa vượt quá khả năng đối phó của ta. Từ nhận định trên, Bộ Tư lệnh quyết định mở đợt hai chiến dịch với quy mô lớn hơn, tốc độ tiến công nhanh hơn, cung độ thọc sâu hơn. Thời gian đợt 2 là một tháng, khối lượng vận chuyển phải thực hiện là 19.300 tấn. Để đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh đề ra một loạt biện pháp bổ sung, nhấn mạnh những nội dung của nghị quyết trước đây. Bằng mọi biện pháp nâng đầu xe hoạt động lên 90% tổng đầu xe biên chế, hệ số này ngang với hệ số của những đơn vị được trang bị hoàn toàn xe mới hoạt động trong thời bình. Giải quyết khâu cầu đường, đảm bảo tốc độ xe từ 20 đến 25 km trên giờ kéo dài cung vận chuyển thêm 20-30 km để phát huy sức đột kích của xe, tiết kiệm đầu xe hoạt động và tăng thời gian xe lăn bánh trong đêm. Kiên trì chiến thuật vận tải đội hình tiểu đoàn, đại đội tập trung, tùy điều kiện đường cầu và địch đánh phá mà kết hợp thật tốt cung dài, cung ngắn, kết hợp vận chuyển đường bộ và đường sông. Tập trung hỏa lực tầng cao, tầng thấp, tiêu diệt nhiều máy bay ngay trên trọng điểm kết hợp cơ động hỏa lực súng máy 12,7 ly. 14,5 ly diệt máy bay ngay trên đội hình xe. Phát triển mạng thông tin xa hơn, vững chắc hơn, trước mắt tiến sâu vào chiến trường trị thiên. Tăng cường chỉ huy chiến đấu hiệp đồng binh chủng ở các trọng điểm sung yếu. Tổ chức cứu người, cứu xe, cứu hàng kịp thời, nhanh chóng. Tập trung nuôi dưỡng, giữ vững sức khỏe bộ đội, đặc biệt là đội ngũ lái xe. Tiến hành công tác chính trị tư tưởng thường xuyên, liên tục, sâu sắc, sôi nổi đoàn kết, lạc quan, tin tưởng, cảnh giác. Những nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh được các cấp triển khai nhanh chóng, lực lượng công binh được huy động tối đa vào việc cải thiện mặt đường. Trong vòng một tuần, cầu đường các binh chạm bắc đường 9 đảm bảo tốc độ xe 25 km h Các cung vận chuyển được điều chỉnh lại, cung từ cụm C, km 68 đường 20, vào lùm bùm cự ly khoảng 70 km nay đi thẳng vào tha mé cung từ tha mé vào La Hạp đi thẳng đến Động Con Tiên, Hà Tía, đường B45, cung La Hạp vào sê La Măng này đi thẳng vào Nam Bạc. Các binh chạm 34 và 35 phối hợp chặt chẽ khai thông điểm vượt bạc, mở thêm một số đường tránh và đường nghi binh, tranh thủ bất ngờ, lợi dụng bản bạc cũ hoang tàn, cây dại mọc um tùm và những bờ cao dọc đường còn sót mấy cây che phủ, đảo hầm xe, ngụy trang kiến thiết khu trung chuyển tiếp cận bến bạc các tiểu đoàn thông tin tập trung phát tuyến, lợi dụng cây rừng làm cột mắc đường dây tai ba xuống động con tiên và vào bạc. Bộ đội cao xạ nhanh chóng điều chỉnh lực lượng, bố trí theo phương án chốt đánh tập trung ở trọng điểm kết hợp cơ động trên phạm vi phụ trách. Bộ đội vận tải vận dựng nhiều biện pháp, nâng hệ số kỹ thuật lên 80%. Thế và lực trên toàn tuyến được chuẩn bị khá tốt. Ngày 2 tháng 1 năm 1968, đợt hai chiến dịch mở màn. Khí thế gia quân của các binh trạm rất rầm rộ, các đoàn xe được ngụy trang chu đáo thực hiện chiến thuật đội hình tiểu đoàn hoặc đại đội tập trung tiến công theo chiều thuận tuyệt đối với tốc độ 20 đến 25 km h Tại các trọng điểm, pháo binh dương cao nòng súng sẵn sàng nhả đạn khi máy bay đánh đội hình xe. Công binh áp sát mặt đường sẵn sàng khắc phục phá hoại, đảm bảo thông xe liên tục. Địch phát hiện ta hoạt động mạnh, nhưng chưa nắm được quy luật của ta vì vậy chúng đánh giàn trải trên các trọng điểm toàn tuyến do lực lượng phân tán lại bị ta giáng trả bằng sức mạnh chiến đấu hiệp đồng binh chủng kiên cường và mưu trí nên sự đánh phá của địch ít hiệu quả. Lợi dụng tình hình đó, bộ đội vận tải tiến công rất mạnh. Nhưng do cung độ kéo dài, đội hình xe của các binh chạm tới đích chỉ khoảng 30 đến 40%. Nhiều xe cũ, lái mới bị rớt lại ở cung cũ. Bộ tư lệnh chỉ đạo binh chạm 32 tổ chức ngay cung trung chuyển, sắp xếp lại đội hình vận chuyển, thực hiện chiến thuật đội hình mạnh chạy cung dài đội hình yếu, xe cũ, lái mới, chạy cung trung chuyển, tổ chức tổ mũi nhọn đột phá cung dài quay vòng tiếp chuyển xe chạy cung trung chuyển. Chiến thuật trên đã đưa tỷ lệ xe đi cung dài tới đích 60-70%. đến 70%. Kinh nghiệm này đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các binh trạm. Cùng với hoạt động chi viện chiến lược, hoạt động tác chiến mở rộng khu vực giải phóng của bạn ở Trung, Hạ Lào, nhằm bảo vệ an toàn tuyến vận tải chiến lược từ phía Tây cũng được đặt ra cấp bách ngày 4 tháng 1 năm 1968, tư lệnh đồng sĩ Nguyên với danh nghĩa tư lệnh đoàn 559 kiêm tư lệnh bộ đội tình nguyện, kiêm trưởng đoàn cố vấn chuyên gia chung, hạ Lào đến làm việc với đoàn chuyên gia quân sự 565, do Thượng tá Hà Tuấn Khanh làm tư lệnh, Thượng tá Phạm Sinh làm chính ủy, bản kế hoạch mở đợt tác chiến mùa khô 1967. 1968 mở đầu bằng đòn tiến công tiêu diệt địch ở thị xã Lào Ngám, nhằm mở rộng hành lang 559 sang phía Tây. Lực lượng tham gia gồm các tiểu đoàn quân tình nguyện phối hợp với lực lượng vũ trang quân khu bạn. Đoàn 559 tăng cường cho đoàn 565 một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một đại đội pháo mặt đất và 6 khẩu súng máy 12,7 ly cùng với cơ số đạn dự trữ. Thời gian mở màn đợt hoạt động là thượng tuần tháng 1 nhằm phối hợp với chiến dịch vận tải chiến lược chủ trương này được đồng chí Philma tư lệnh quân khu bạn nhất trí. Ngày 12 tháng 1 năm 1968, quân ta nổ súng tiến công địch, Bị đánh bất ngờ, địch bỏ chạy tán loạn. Ngày 27 tháng 1 ta giải phóng thị xã Lào Ngám và một số khu vực quanh Sa Gia Vàn, Atoper với 47 xã và 1.045 dân, phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch dọc tuyến Sedon, Atoper. Hành lang 559 phía Tây từ Nam đường 9 đến Sa Gia Vàn dọc Tây đường 23 được mở rộng. Ngày 20 tháng 1 năm 1968, lực lượng chủ lực ta mở cuộc tiến công và vây hãm khe xanh cứ điểm lớn nhất của Mỹ ở Bắc Quảng Trị. Tiếp đó, ngày 21 tháng 1 ta tiêu diệt chi khu quân sự hướng hóa, bức rút hệ thống phòng thủ của chúng trên đường số 9 từ hướng hóa đến hội san cách bản đông 7 km. Cuộc tiến công và vây hãm cứ điểm khe xanh đã chia lửa với tuyến 559, giảm áp lực của không quân Mỹ, tạo điều kiện cho tuyến 559 đẩy mạnh vận chuyển chiến lược, nhưng đồng thời cũng đặt tuyến 559 trước nhiệm vụ mới là tổ chức vận chuyển trực tiếp phục vụ mặt trận đường 9 khe xanh. Thời điểm này quân vào dồn dập khoảng 45.000 người, trong đó có một số đơn vị binh khí kỹ thuật, một tiểu đoàn tăng, hai tiểu đoàn pháo 122 ly và 85 ly, ba tiểu đoàn cao xạ 37 ly và 23 ly được các binh trạm tổ chức bảo đảm và chỉ huy hành quân đến các chiến trường đúng thời gian quy định và an toàn. Hai trung đoàn và hai tiểu đoàn bộ binh gồm 6.000 người được tổ chức hành quân bằng cơ giới. Trên đường hành quân bị máy bay địch săn đuổi giáo giết, một tiểu đoàn khi qua trọng điểm nọn cà đen bắc đường 9 bị địch phát hiện, thả pháo sáng và bắn pháo. Tiểu đoàn 18 cao xạ đánh trả quyết liệt buộc địch phải ném bừa bom bi xuống và tháo chạy. Linh cảm về một sự kiện lớn sẽ bùng nổ trên chiến trường, toàn tuyến bừng bừng khí thế. Cán bộ, chiến sĩ nô nức lập công với khẩu hiệu tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, công binh khẩn trương mở rộng và kéo dài cầu đường, pháo cao xạ đánh mạnh và hiệu quả. Đội hình xe đột kích nhanh, nhiều cán bộ, chiến sĩ các binh chủng lập thành tích xuất sắc trở thành lá cờ đầu toàn tuyến. Tuy nhiên, các trục ngang và trị thiên khu năm còn trở ngại lớn vì mưa dầm, đường trơn lầy, các ngầm qua sông A Sáp, con tôm ngập sâu từ 1,5m, 2m. Tuần đầu tháng, từ động con tiên về A lưới không một chuyến xe nào vào được. Ngày 8 tháng 1, trời ngớt mưa, binh trạm 42 tổ chức đội hình 29 xe đi từ động con tiên km 34 vào Hà Tía, km 61 đường dài 27 km dự định hai đêm tới đích, nhưng năm đêm mới đi được nửa đường. Đường lẩy có chỗ bánh xe lún sâu từ 0,4m đến 0,5m. Cán bộ, chiến sĩ lái xe tập trung kéo đẩy suốt đêm mới qua được vài chiếc. Hàng chục xe hư hỏng nằm rải rác dọc đường. Vận chuyển cơ giới bị tê liệt. Binh trạm 42 buộc phải huy động lực lượng tổ chức gùi thổ tiếp chuyển đồng thời ra sức chống lẩy, khôi phục cầu đường. Đến giữa tháng, trời mới tạnh giáo, thời tiết đi vào ổn định. Binh trạm tập trung xe đẩy gấp hàng vào, đáp ứng nhu cầu cấp bách của chiến trường Trị Thiên và khu 5. Đến cuối tháng 1 năm 1968, toàn bộ kế hoạch vận chuyển cho các hướng cơ bản hoàn thành với khối lượng lớn nhất kể từ đầu mùa khô bằng 175% tháng 12 năm 1967. Cùng với việc hoàn thành cơ bản kế hoạch vận chuyển đáp ứng yêu cầu các chiến trường, bộ đội 559 còn lập nhiều thành tích trong hiệp đồng chiến đấu bắn rơi 31 máy bay, bảo vệ và giữ vững cầu đường thông suốt, nâng cao chất lượng mặt đường, mở thêm nhiều đường vòng, đường tránh, kéo dài mạng lưới thông tin, củng cố vững chắc thế trận. Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ địch chiếm ưu thế trên không và vũ khí, phía ta cũng chịu những tổn thất nhất định, 8 pháo 15 xe vận chuyển bị đánh hỏng, trên 200 cán bộ, chiến sĩ bị thương vong. Trước khi kết thúc chiến dịch vận chuyển 2 ngày, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh họp, đánh giá trong tình hình địch đánh phá ác liệt hơn bao giờ hết nhưng với sự dũng cảm sáng tạo và nỗ lực vượt bậc của các lực lượng đợt hai chiến dịch đã thu được thắng lợi giòn giã toàn diện bộ đội trưởng thành một bước quan trọng đảng ủy chủ trương trong điều kiện các yếu tố thuận lợi vẫn còn và đang phát triển yêu cầu bảo đảm của chiến trường rất lớn và cấp bách trên đà thắng lợi đã đạt được toàn tuyến cần giấy lên thành cao trào mới tiếp tục chuyển hàng chiến dịch trong tháng 2 với khối lượng vận chuyển cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của chiến trường và chủ động trước mọi tình huống. Chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh được truyền gấp xuống các đơn vị đúng thời điểm sắp bước sang năm mới. Cán bộ, chiến sĩ toàn tuyến hân hoan đón nhận với tinh thần vừa chiến đấu, vừa đón Tết, quyết lập thành tích cao nhất để mừng xuân dân đảng. Đêm 29 dạng ngày 30 tháng 1 năm 1968, vào lúc giao thừa Tết Mậu Thân, cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 chăm chú lắng nghe lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên. Toàn thắng ắt về ta. Xúc động, phấn khởi và tràn ngập niềm tin. Bộ đội trưởng Sơn lao vào cuộc chiến đấu mới với quyết tâm mới. Ngày 1 tháng 3, toàn tuyến bước vào tổng công kích. Lúc này, hoạt động tác chiến ở các chiến trường miền Nam tạm lắng để chuẩn bị cho đợt mới không quân địch tập trung đánh phá tuyến 559 năm chín dữ dội hơn trước. Đoạn đường qua Tha Chôn bị đánh ác liệt suốt một tháng liền. Đại đội 5, tiểu đoàn 25, dũng cảm bám đường, san lấp hố bom, đồng thời khắc phục địa hình mở đường tránh nên chỉ chịu tắc giờ. Đường qua Đèo Long cũng bị địch đánh phá và khống chế liên tục. Binh trạm 35 đã tổ chức chiến dịch giải phóng Đèo Long huy động nhiều lực lượng và cơ quan tham gia, mở được con đường tránh nên trọng điểm này cũng được giải tỏa. Đèo Văng Mu, dốc tà beng, dốc la hạp, động con tiên bị đánh phá ngày đêm. Các đơn vị phòng không chuẩn bị tốt, vừa tập trung vừa cơ động, đánh giỏi, bắn rơi 40 máy bay, bắn bị thương 90 chiếc. Các đơn vị xe đều thi đua tăng cung, vượt chuyến. Binh chạm 42, binh chạm 37 hoàn thành vượt kế hoạch, hàng giao cho các chiến trường đạt từ 106 đến 131%. Tuy vậy số xe bổ sung và chậm nên không kịp cho kế hoạch mới. Đến ngày 24 tháng 3, tổng cục hậu cần bổ sung 442 xe nhưng hỏng 89 xe nằm rải rác từ Mụ Dạ đến đường 9. Tình trạng kỹ thuật các xe bổ sung cũng rất xấu, hầu hết là xe cũ huy động từ các đơn vị phía sau. Riêng số xe zin 130 chưa phát huy được vì đã có mưa, đường trơn không đi nổi. Vì vậy số tấn trên một xe sau khi được bổ sung vẫn thấp hơn hồi tháng 11 năm 1967. Sang tháng 4, số xe bổ sung đã vào đủ và được Tổng cục Hậu cần tăng cường 3 tiểu đoàn xe của binh trạm 12 và binh trạm 14 thuộc tuyến Tổng cục Hậu cần tiền phương vào chạy cung từ Mụ Dạ và Bắc Ta Lê vào Lùm Bùm. Bộ Tư lệnh điều chỉnh lực lượng, đẩy mạnh tổng công kích, quyết tâm hoàn thành kế hoạch mùa khô ở mức 54.000 tấn. Nhưng đúng vào thời điểm đó, địch bắt đầu mở những đợt đánh phá mới trong hoạt động ngăn chặn giao thông vận tải. Từ ngày 1 tháng 4 năm 1968, đế quốc Mỹ xuống thang một bước ở miền Bắc, ném bom hạn chế từ Vĩ tuyến 20 trở vào, địa bàn quân khu 4 bị không quân địch đánh phá rất dữ dội. Các tuyến đường từ Bắc sông Lam trở vào đến biên giới Việt, Lào bị đánh liên tục gây tắc nghẽn nhiều đoạn nên chân hàng từ tuyến Tổng cục hậu cần tiền phương vào các cửa khẩu bị hụt nhiều, xăng vào không đủ, có lúc gây nên tình trạng rất căng thẳng. Trên tuyến 559 địch tăng cường ngăn chặn cả bằng không quân và bộ binh với mức độ cao và quy mô lớn số lần chiếc máy bay đánh phá hàng ngày và số bom dội xuống tăng gấp đôi tháng cao nhất trước đây. Số vụ đánh phá bằng máy bay chiến lược B-52 cũng tăng gấp 3 lần. Các trọng điểm trên địa bàn các binh trạm phía Bắc và binh trạm giáp chiến trường Trị Thiên, khu 5, Tây Nguyên bị đánh phá rất ác liệt. Mặc dù không quân địch đánh phá quyết liệt cầu đường và đội hình xe suốt ngày đêm, các lực lượng trên toàn tuyến vẫn bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng chiến đấu rất hiệu quả, làm chủ địa bàn làm rối loạn địch, bắn rơi máy bay, bảo vệ đội hình xe hành tiến. Trong tháng 4, ta hạ được 97 máy bay trong đó 45 chiếc rơi tại chỗ. Lực lượng công binh anh dũng bám đường, bám xe, sàn lấp 426.740 mét khối đất đá, khôi phục nhanh đoạn đường bị phá, làm thêm trên 1 triệu mét khối đường tránh, khoảng 300 km, tạo thành hai trục song song ở địa bàn các binh trạm 31, 32, 33. Lực lượng vận tải được tăng cường phương tiện đã nâng tốc độ vận chuyển với đội hình tập trung lớn, dũng cảm mưu trí vượt bom đạn địch, thực hiện vượt cung tăng chuyến. Mỗi đêm bình quân hàng vượt đường 9 trên 400 tấn, vào động con tiên 120 tấn, vào bạc 70 tấn, giao các hướng chiến trường 142 tấn. Ngày 19 tháng 4 năm 1968 địch mở cuộc hành quân lớn sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ và lữ đoàn dù số 3 của Ngụy dồn dập đổ quân xuống khu vực A Sầu A Lưới, Đông Sơn, khu vực hoạt động của nhiều đơn vị như sở chỉ huy. Ngay khi địch vừa đổ quân xuống, lực lượng tại chỗ của các binh chạm như công binh, pháo cao xạ, bộ binh, kho, thông tin, giao liền cơ quan đã chặn đánh rất quyết liệt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Bộ tư lệnh đoàn cử phó tư lệnh Lê Đình Xuân xuống binh chạm chỉ đạo tác chiến, đồng thời cấp tốc cơ động hai tiểu đoàn bộ binh đến tham gia đánh địch bảo vệ khu vực Hà Tía, A Lưới chặn đánh nhiều cuộc cản quét, diệt hàng trăm tên Mỹ ngụy, yểm trợ cho việc sơ tán kho, tăng pháo ở khu vực này về Bù Lạch, A Yên. Trong 3 đêm 19, 20 và 21 tháng 4, tiểu đoàn 55 ô tô vận tải rút được 70 xe hàng từ kho Hà Tía vào xưởng giấy, nhưng sau đó bị hết xăng. Vùng kho Hà Tía tuy tổ chức chiến đấu bảo vệ rất kiên cường nhưng địch xuống quá đông, tràn vào phá mất hơn 200 tấn hàng. Ở Tà Lương, 35 xe của tiểu đoàn 55 đang vận chuyến cho mặt trận Trị Thiên bị ngẽn lại. Cùng pháo của tiểu đoàn 85 và tiểu đoàn pháo 23 của chiến trường đang tập kết ở đó cũng bị địch phá. Mấy hôm sau, Bộ Tư lệnh Trị Thiên tăng cường trung đoàn 6, 8, 9 bộ binh cùng đơn vị đặc công và pháo lớn tổ chức các cuộc tiến công và pháo kích vào các khu vực đóng quân giá chiến của địch, nhất là khu vực bia gây cho địch tổn thất rất nặng. Ngày 16 tháng 5, địch phải rút khỏi khu vực A Sầu, A Lưới chấm dứt cuộc hành quân. Cuộc hành quân của 16 tiểu đoàn Mỹ ngụy xuống các khu vực A Sầu, A Lưới đã làm cho vận chuyển cơ giới hướng Trị Thiên và Bắc khu năm tắc 26 ngày, ngăn chặn một số đơn vị binh khí kỹ thuật cơ động chi viện cho mặt trận Huế và gây cho ta một số tổn thất, 150 cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 bị thương vong, mấy trăm tấn hàng và phương tiện kỹ thuật bị phá hủy. Song chúng đã bị tổn thất nặng trên 1.000 tên Mỹ, ngụy bị thương vong. Trong đó, các lực lượng 559 đã diệt 734 tên Mỹ, 105 tên ngụy, bắn rơi 86 máy bay. Dư luận phương Tây coi đây là cuộc hành quân đẫm máu đối với sư đoàn kỵ binh bay Mỹ. Thung lũng A Bia, Tây A Lưới, trở thành cối nghiền thịt lính Mỹ. Cuối tháng 4 khi địch đổ quân xuống 11 binh trạng 42 và binh trạng 44 làm ngén vận chuyển cơ giới, Bộ Tư lệnh kịp thời điều hòa lực lượng tổ chức gùi thổ hướng trị, thiên kiên quyết giữ vững nhịp độ tổng công kích toàn tuyến và đã đạt được kết quả cao trong cả mùa. Vận chuyển vượt đường 9 được 11.945 tấn, gấp hai lần tháng cao nhất của năm 1967 gấp rưỡi tháng 3 năm 1968. Bước sang tháng 5, quân và dân miền Nam lại mở đợt tiến công và nổi dậy mới. Nhu cầu của chiến trường ngày càng cao và bức thiết. Một số hướng như Trị Thiên và khu Nam rất căng thẳng, Bộ tư lệnh khu 5 đã phải cử chủ nhiệm hậu cần quân khu Mai Nhân ra gặp Bộ tư lệnh 559 yêu cầu cố gắng nâng mức bảo đảm cho khu 5. Bộ tư lệnh Trị Thiên cũng yêu cầu tăng thêm chi viện, nhất là bảo đảm kịp thời nhu cầu cho các đơn vị tác chiến trên khu vực A Sầu. Các đơn vị bộ binh, pháo binh, cao xạ với trên một vạn người hành quân đi các chiến trường phải tạm dừng lại trên tuyến, tiêu thụ vật chất hàng ngày rất lớn. Công việc chuẩn bị các mặt cho hoạt động mùa mưa lại thúc bách. Trước đòi hỏi mới, Bộ tư lệnh quyết định tranh thủ thời gian kéo dài tổng công kích hết tháng 5, dồn nhiều hàng xuống đường 9 và các đầu mút chiến trường. Ở hướng đường 9, Bộ tư lệnh quyết định tách một bộ phận của binh trạm 33 tổ chức thành binh trạm 41 do Thiếu tá Võ Văn Quỳ làm binh trạm trường, Thiếu tá Nguyễn Văn Lạn làm chính ủy, đứng tại khu vực Tà Khống, chuyên vận chuyển phục vụ mặt trận khe xanh. Toàn tuyến huy động lực lượng chống lầy, bảo đảm cho vận chuyển, tin quân và dân ta trên các chiến trường từ trị thiên đến cà mau đánh giỏi thắng lớn, diệt hàng vạn tên Mỹ và chư hầu, phá hủy hàng trăm máy bay, hàng ngàn xe quân sự hàng chục tàu chiến, bức rút hàng trăm đồn bốt trong đợt tổng công kích mới đã cổ vũ và dục dã cán bộ. Chiến sĩ 559 dốc sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tháng 5, kịp thời chi viện các chiến trường. Tuy nhiên hoạt động của các đơn vị trên tuyến trong tháng này gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết mưa nhiều, nắng ít, xăng nhập từ hậu phương bị hạn chế, toàn tuyến thiếu xăng nghiêm trọng, các binh trạm phía trong phải bốc hàng sẵn chờ xăng. Khi nhập được xe xăng nào bộ tư lệnh phải trực tiếp phân chia và tổ chức chạy tiếp sức cả ngày lẫn đêm đảm bảo cho các binh trạm vận chuyển phục vụ chiến trường. Cuối tháng 5, mưa liên tục nhiều ngày, không còn khả năng vận chuyển lớn. Đảng ủy, bộ tư lệnh quyết định kết thúc vận chuyển mùa khô 1967-1968. Nhanh chóng chuyển sang vận chuyển mùa mưa giữ cho được chi viện liên tục vào các chiến trường, đồng thời không ngừng xây dựng và củng cố mọi mặt công tác một cách cơ bản. Ngày 6 tháng 6 năm 1968, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh họp kiểm điểm đánh giá, 7 tháng mùa khô 1967-1968, các lực lượng 559 đã nỗ lực phi thường giành được thắng lợi to lớn, toàn diện, toàn tuyến, liên tục và giòn giã. Khối lượng vận chuyển đạt 63.024 tấn, bằng 140% kế hoạch quân ủy trung ương giao ban đầu. Tổ chức hành quân và chiến trường với khối lượng lên tới 155.758 người, trong đó có 43 đoàn binh khí kỹ thuật, 11 đoàn khách quốc tế, lớn gấp rưỡi kế hoạch được giao. Quân giao cho chiến trường được 124.016 người trong đó có 20 tiểu đoàn tăng, pháo. Các đơn vị binh khí kỹ thuật tập kết xong ở khu vực đường 9, đường B45, B46, B49, khu vực S8, đang chờ lệnh. Thương bệnh binh và con em cán bộ miền Nam đã chuyển về hậu phương được 17.159 người, trong đó có 7.425 thương bệnh binh, tăng 8 lần so với mùa khô trước. Về tác chiến, toàn đoàn bắn rơi 330 máy bay các loại, diệt 1.275 tên Mỹ ngụy, phối hợp với quân dân trị, thiên đánh bại cuộc hành quân của sư đoàn kỵ binh bay Mỹ xuống A Sầu, A Lưới, phối hợp với bạn Lào giải phóng Lào Ngàm, mở rộng chính diện tuyến vận tải sang phía Tây về xây dựng cầu đường đã khôi phục, nâng chất lượng được 1.567 km, mở thêm được 457 km đường mới, làm được 15.412 m cầu, bảo đảm vận chuyển quy mô lớn và cơ động binh khí kỹ thuật thông suốt. Về giúp bạn, đã xây dựng vùng giải phóng trên địa bàn 11 huyện tiến triển tốt. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh nhấn mạnh, thắng lợi trên đây có ý nghĩa chính trị rất lớn biến quyết tâm của trung ương và quân ủy trung ương về chi viện miền nam để đánh to thắng lớn thành hiện thực xây dựng được lòng tin và sự cổ vũ đối với chiến trường tăng thêm ảnh hưởng to lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa miền bắc đối với cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ở miền nam biểu thị đầy đủ tinh thần tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng đảng ủy bộ tư lệnh xác định toàn tuyến phải nỗ lực vượt bậc nhanh chóng chuyển sang vận chuyển mùa mưa nhằm đáp ứng nhu cầu của một số chiến trường trọng điểm và nhu cầu vật chất cho bộ đội trên tuyến, đồng thời chuẩn bị từng bước nhiệm vụ mùa khô 1968-1969. Bộ Tư lệnh quyết định, khối lượng vận chuyển mùa mưa là 19.000 đến 20.000 tấn, giao cho các chiến trường từ 11.400 tấn đến 12.000 tấn. Hướng chủ yếu là trị thiên, khu 5. Phương thức vận chuyển là kết hợp vận chuyển cơ giới đường bộ, đường sông và gùi thổ từ lùm bùm vào động con tiên lấy vận chuyển cơ giới làm chủ yếu. Những hướng khác tranh thủ vận chuyển cơ giới khi thời tiết cho phép, kết hợp với vận chuyển thô sơ. Bộ tư lệnh chủ trương bổ sung lực lượng cho các binh trạm phía Bắc đủ số xe để đảm bảo khối lượng vượt đường chín khoảng 3.000 đến 4.000 tấn một tháng. Song song với nhiệm vụ vận chuyển phải tổ chức hành quân quy mô lớn, nhanh, gọn, an toàn, dự kiến số quân vào chiến trường khoảng 51.000 người. Để thực hiện thắng lợi vận chuyển và hành quân, việc bảo đảm cầu đường giữ vị trí quyết định. Trước mắt chống lầy 420 km đường từ Ta Lê đi lùm bùm vào động con tiên đảm bảo vận chuyển cơ giới liên tục. Chống lầy cục bộ 548 km đường khác để tranh thủ vận chuyển những ngày nắng giáo. Tích cực mở thêm đường mới, hình thành hai trục song song từ mụ dạ đến bạc. Từ bạc vào tà sẻng mở rộng đường 5,5 m, 6 m đẩy nhanh việc thi công đường mới ở phía đông Trường Sơn để kịp cơ động binh khí kỹ thuật và vận chuyển bằng cơ giới vào sâu Trị Thiên, khu 5. Để kịp triển khai nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh triệu tập hội nghị cán bộ các binh trạm vào ngày 7 tháng 6 để quán triệt và giao nhiệm vụ. Cán bộ dự họp ý thức được trách nhiệm đối với chiến trường và hàng chục vạn con người ở trên tuyến nên biểu thị quyết tâm cao, song rất lo lắng, chăn trở trước khó khăn lớn gần như bất khả kháng là mùa mưa ở Trường Sơn. Ngày 17 tháng 6 năm 1968, Thường trực Quân ủy Trung ương gửi thư cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 động viên và chỉ đạo những mặt cần phải nỗ lực trong nhiệm vụ vận chuyển mùa mưa và chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa khô 1968-1969. Thường trực Quân ủy Trung ương biểu dương đoàn 559 đã anh dũng, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, liên tiếp giành những thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng tăng của chiến trường thì hiện nay vận chuyển chưa đáp ứng được. Thường trực Quân ủy Trung ương nhắc nhở bộ đội 559 cần nêu cao quyết tâm hy sinh, phấn đấu, dũng cảm, sáng tạo, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ hết sức quan trọng của một đội quân hậu cần chiến lược rất giỏi, làm tốt đợt động viên chính trị tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và quyết tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 các lực lượng trên toàn tuyến đã nêu cao tinh thần chiêu đựng gian khổ khắc phục khó khăn lăn lộn suốt ngày đêm chống chọi với thiên nhiên và bom đạn để bảo vệ đường và vận chuyển hàng vào chiến trường những người lính trường sơn hàng ngày đối mặt với những thách thức nghiệt ngã những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày gây lầy lội lớn trên các trục đường nhiều cầu phà bị nước cuốn trôi đèo dốc trơn trượt đường thấp trũng bùn Đường 128B từ Lùm Bùm vào tới ngã Ba La Hạp được chống lầy bằng dải rong đanh biến mặt đường như một cầu gỗ dài hàng trăm cây số giảm tốc độ xe xuống 7 km trên giờ. Xe qua vài chục lần là rong đanh bị phá, mặt đường bị khoét sâu thành rãnh, thành hố, thường làm xe ngập bùn từ 0,30 đến 0,50 m phải kéo liên tục. Các đường vào kho cũng bị hư hỏng, lầy lội. Việc bốc xếp hàng trong mưa vừa hạn chế năng suất, vừa dễ làm hàng bị hỏng. Sinh hoạt của lái xe công binh, pháo binh trên mặt đường vô cùng cơ cực, áo quần ẩm ướt, cơm canh khê sống, lao động vất vả, sức khỏe xa sút Vượt lên mọi thử thách hà khắc về mưa lũ, bom đạn và thiếu nhiên liệu, cuối tháng ta đã giao cho bộ đội trị thiên 587 tấn, giao cho khu năm được 306 tấn, giao cho mặt trận khe xanh được 330 tấn. Về hành quân, thêm 15.133 người nhập tuyến, giao cho chiến trường 17.393 người chuyển về hậu phương được 1924 thương binh. Tháng 7 là thời kỳ cao điểm của mưa lũ. Ở phía ngoài, không quân địch mở rộng đánh phá quyết liệt vùng cán song khu 4 nhằm cắt đứt tuyến giao thông chiến lược chi viện miền Nam. Trên các trục giao thông thủy bộ từ sông Lam trở vào, hình thành các trọng điểm liên hoàn, những tam giác lửa chuông bồn bến thủy đồng lộc, đồng lộc kỳ anh chuông bát, sông danh Minh cầm đỏ vàng, sông danh Minh cầm, Xuân Sơn, sông danh Xuân Sơn, Long Đại, Khe Tang, Khe Ve, La Trọng, kéo dài gần 300 km. Quân và dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình không nề hà gian khổ hy sinh, chiến đấu vô cùng dũng cảm để giải tỏa giao thông, nhưng khó khăn rất lớn. Chân hàng từ hậu phương, nhất là xăng và gạo đưa vào tuyến 559 ngày càng khó. Binh trạng 14 vần bộ từng phi xăng truyền tải qua trọng điểm Trà An, chịu thương vong lớn nhưng kết quả rất hạn chế. Bộ Tư lệnh 559 phải hạn chế các nhu cầu nội bộ, dành hàng vận chuyển cho chiến trường. Sang tháng 8, tình trạng thiếu xăng rất nghiêm trọng. Cả tháng chỉ nhập được 20 tấn trên cả hai hướng đường 12 và đường 20, cộng với số tồn kho ở mụ dạ chỉ có 50 tấn. Binh trạm 31 được lệnh chuyển gấp số xăng trên vào lùm bùm. Đại đội 5 công binh do đại đội trưởng Nguyễn Trình chỉ huy, ghép các phi xăng lại thành từng mảng, chống xuôi dòng nậm hơ, nậm ngò 30 km đến siêng phan. Từ đây, tiểu đoàn 25 công binh vần bộ từng phi xăng qua 30 km vào Bắc Phan Năng, rồi chuyển tải qua sông Sê Băng Phai. Sau đó kết hợp vừa dùng người vần, kéo, vừa dùng ô tô chờ từng đoạn, lặn lội gần một tháng mới chuyển hết số xăng đó giao cho binh trạm 32. Hướng đường 20, binh trạm 32 cũng tổ chức kéo xăng dọc suối bản thắm nửa tháng mới được 10 tấn. Trước tình hình nghiêm trọng trên, bộ tư lệnh phải chỉ định phân phối từng phi xăng cho các binh trạm, kêu gọi tiết kiệm nghiêm ngặt, vét xăng trong các quy cũ tăng cường tổ chức gùi thổ. Trong tình hình đó, kế hoạch vận chuyển cho chiến trường đạt rất thấp. Đầu tháng 9 mưa lũ lớn kéo dài gây ngập lụt sâu và phá vỡ nhiều đoạn đường từ Lùm Bùm vào đến Bắc Bạc. Hoạt động vận chuyển kết thúc trên toàn tuyến. Công tác chuẩn bị cho mùa khô 1968, 1969 cũng lắng xuống. Hết phần 9